bà con. Chúng ta quay trở lại cái trang trại của anh Toàn ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, với cái trang trại 2.000 con gà mái đẻ. Ở đây Sumago đã đưa cái giải pháp, đưa cái Sumago vào để giải trên cái đệm lót, xử lý trực tiếp cái phân hủy, cái phân gà ở trên chuồng. Tí nữa chúng ta sẽ cùng với lại gia đình trao đổi về cái kỹ thuật cũng như là những cái biện pháp đã làm cụ thể. Xin mời quý vị. Chị giới thiệu cho anh em biết là đây là cái địa chỉ nhà mình, ở đây là thôn gì, xã gì đấy? Em ở thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. À thế ạ. Cái quy mô của chị đây là mấy nghìn con gà đấy? Chỗ này nhà em có 2.300. 2.300 con. Ngày xưa chị chưa áp dụng cái giải pháp trước mới thì chị thấy cái mùi này nó có nhiều không? Cái này nói chung là mùi nó nhiều lắm anh ạ. À thế ạ. Thế nhưng mà từ ngày tiếp cận cái giải pháp mới này thì chị thấy nó có mùi không? Em thấy là phun cái Sumago này vào thì nó khử mùi ngay. Khử mùi ngay? Vâng. À thế ạ. À, cụ thể đây là Sumago chị pha, chị xử lý vào cái nền chấu này ạ? Vâng ạ. À thế ạ. Thế bình thường là trước là bao nhiêu ngày chị phải dọn chấu một lần, phải xử lý một lần? Nói chung là cái này thì nó cứ ví dụ như là mình phun lên ý, xong rồi nó lại trồng lên thì thì em cứ tầm được khoảng nói chung là cũng hay phải phun để cho nó khử mùi. Đấy, cái gà rắc men thì cũng phải như thế. Chị so với lại cái hiệu quả kinh tế, tức là cái chi phí giữa cái xử lý này với cái phương pháp dùng men của ngày xưa thì nó có rẻ hơn nhiều không? Em thấy nó rẻ hơn. Rẻ hơn. Vâng. Đúng là em vào đây giữa một cái trang trại lớn như này nhưng mà không thấy có mùi gì cả. Vâng. Dạ, chúc mừng anh chị nhá. Vâng ạ. Dạ vâng. Chính xác là mang đây được bao hôm rồi? Còn 6 ngày gì đấy. 6 ngày. Vậy thì cái lô này là anh tưới mấy lần Sumago vào cái phân ở trong chuồng ấy? Ở nhà này em ban và ba lần em bơm thôi. Bơm tưới. À thế. Bơm 3 lần vào bình tay. Vào bình tay. À đấy. Nhưng mà anh em mình như này nếu như mà bình thường là hàng xóm là kêu ghê lắm. Bây giờ có thấy mùi đâu? Nó cũng đỡ đi thôi. Đấy. Giảm đi nhiều lắm. Ừ. Phân gà đây là gà mái đẻ đúng không? Ừ, nhà em là gà siêu. Mà một cái đống phân như này thì anh tưới mà cái lượng Sumago đưa vào cái 5 khối này thì anh tính ra cái Sumago nó vào khoảng bao nhiêu mili? Có nghĩa là cứ một cái bình đấy của em thì em cho nó khoảng 40 nắp chai của mình. Gọi là 40 mili. Vâng. Đấy. Mà để được 5 khối này thì mất bao nhiêu ngày? Em cứ 5 ngày mới bơm một lần. 4-5 ngày bơm một lần. Vậy thì cứ cho 15 ngày bơm 3 ngày bơm 3 lần. Đúng không? Nó mình đưa đây được 5 khối này. Em rẻ hơn dùng men nhiều ấy. À thế rẻ hơn. Anh đang dùng men để xử lý 5 khối này mất bao tiền? Nó phải ví dụ Sugo em đang nói ví dụ thôi. Ừ. Mình lấy 100 thôi nhưng dùng men nó phải ít nhất phải 200 250. À. Đấy. Đấy, thế có nghĩa là đã làm lợi kinh tế cho anh. Ừ. Và anh so với cái xử lý tại chuồng trại của anh với cách thông thường ngày xưa dùng men so với Sumago này thì anh thấy cái nổi trội nhất của nó là cái gì? Cái nó hết mùi thôi. Hết em mùi. Thấy nó cảm nhận nó là hết mùi. Hết mùi. Mà sau này ra là nó lại phù hợp cho vườn cây của mình luôn. À. Và đúng là đây nhà mình đây là phân vừa mới đưa ra là một tuần này chả có mùi gì cả, phải không? Các con có thể thấy đúng không ạ? Một cái khối lượng phân gà đây, phân gà mái đẻ từ khi đưa Sumago vào xử lý tại chuồng trại sau 25 ngày. 20 ngày và mất 5 ngày đưa ra đây nữa. Thực tế thì anh em mình đấy nên đứng đây làm gì có mùi mấy đâu. Đúng rồi. Đấy. Mục tiêu chính của anh Toàn là đưa cái phân này ra đây để mình đưa vào cây trồng nào đấy? Em cho vào cây cam của vườn nhà đấy. À cây đây phải không ạ? Vâng. Đấy. Phải nói là anh đã có cái tư duy trong cái sử dụng cái hữu cơ. Đấy. Mình đưa vào như này là đây là qua cái thẩm thấu tự nhiên kết hợp với vi sinh Sumago nữa. Vâng. Đây là một trong giải pháp mà nếu những cái trang trại chăn nuôi lớn như của anh. Tổng của anh là một cái đàn gà hiện nay là mấy vạn con? Đâu ở nhà thì chỗ ở nhà em thì có mấy nghìn thôi, còn trên trại thì hơn 6 vạn. Của nhà trên đấy là ở nhà là hơn 2.000 phải không?